Hello xin chào các anh em nha. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em biết một cái tựa game mình vừa khám phá trên cửa hàng CS Play. Đó chính là tựa game Puzzle Joyride. Thì game này có 8 cái game nhỏ khác nhau. Thì ở trong phần game á có cái mục là nhiệm vụ và thành tựu hàng ngày. Thì khi các bạn chơi những cái game nhỏ này á thì các bạn sẽ có những phần thưởng, đó chính là những cái xu mục tiêu của mình hàng ngày đó. Và mình sẽ dùng xu đó mình qua cửa hàng, có thể mình có thể mua vật phẩm. Hoặc là quan trọng là tắt cái những cái quảng cáo này. Và khi bạn đăng nhập vào game thì hàng ngày bạn sẽ có những phần thưởng, đó chính là xu. Ví dụ như mình đăng nhập ngày hôm nay thì mình sẽ được 25 xu và thêm cái phần là quay số may mắn. Thì mình vừa rồi mình quay là 10 xu. Thì game cái tựa game này thì có 8 game nhỏ, thì giúp cho mình rèn luyện thao tác tay và rèn luyện trí tuệ của mình rất là nhiều. Thì mình sẽ review một cái game nhỏ trong cái game Puzzle Joyride này, đó chính là game giải nét. Thì mình sẽ chọn cái cấp độ dễ nhất á, là cấp độ 1. Thì cái game này rất đơn giản thôi, thì mình cứ nối những cái ô cùng màu lại, lắp đầy những cái ô trống thì đơn giản vậy thôi. Thì mỗi màn chơi nó sẽ có những cấp độ khác nhau, càng cao thì cấp độ của nó càng khó ha. Khi mà ví dụ như chẳng hạn như mình đây, mình chơi mình bí quá thì nó sẽ hiện một cái thông báo nhắc nhở và nó sẽ hướng dẫn cho mình sẽ chết rất là nhiều. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải cái game này. Thì các bạn đầu tiên các bạn vào cửa hàng CS Play và đánh vào chữ là Puzzle Joy. Game giải trí cổ điển nha các bạn. Thì nãy giờ mình trải nghiệm á thì mình thấy cái game này á nó rất là hay. Đáp ứng nhu cầu của mình là giải trí thì mình sẽ cho cái game này, ủng hộ game này là 5 sao. Các bạn thấy hay và hấp dẫn á thì các bạn cứ để 5 sao để ủng hộ game này. Thì dưới phần mô tả của video mình á, mình có để link mô tả再相遇，我想我会记得你。